người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cây Soneda 22AC. Thì sở dĩ tại sao mình lại làm nhiều cái video như vậy là bởi vì là đợt này là sẽ có thêm một cái hình thức mới, đó là sẽ có cái miệng lỗ này được làm giống như kiểu khảm trai ấy, mọi người nhé. Cái lỗ trước thì nó sẽ là làm cái miệng lỗ bằng gỗ như này. Đại loại thì 100% giống nhau, nó chỉ khác duy nhất cái miệng lỗ thôi, được chưa? Đó, thì bạn nào thích cái miệng lỗ này thì có thể là lấy cái miệng lỗ khảm trai này, bạn nào thích cái miệng lỗ cái gỗ này thì chọn một gỗ. Đấy, tóm lại là mình làm cái video này cũng muốn để chia sẻ lại với mọi người một cái vấn đề nữa, đó là về cái ưu điểm của những cây đàn này. Nhất là chắc chắn rồi, full solid, bởi vì là những cây đàn son thì chắc chắn nó sẽ là full solid. Đó, mặt trước thì là làm bằng gỗ thông, thông mọi người để ý thông rất là già nhé, vân rất là già, rất là đẹp. Đó, lưng thông là gỗ qua. Đó, do là cái tầm giá của nó đối với gỗ qua thì nó chỉ được dài như cái bộ qua nó không được già lắm, đại loại là nó cũng ok rồi nhé. Có độ trứng này, độ cứng, đâm ra là khi các bạn chơi nó sẽ có cái độ giòn âm thanh rất nhất định nhỉ. Tiếng đàn rất đẹp nào, cực kỳ hay rồi nhé. Mình đang sử dụng một bộ dây Alice 206, bán đi thị trường nó khoảng tầm 40-50 nghìn thôi. Thì các bạn muốn nó hay hơn thì các bạn có thể thay bộ dây khác vào. Thì cái này mình cũng nói rồi, giá là 2.200.000 để tặng kèm có bộ phụ kiện trị giá 350.000, bao gồm bao da con lớp trị giá 150.000, một bộ dây Alice 406 trị giá là 50.000, một bộ dây một cái capo loại tốt đấy trị giá 100.000, ti chỉnh gần này pick cẩy đó, đại loại là 350.000, được chưa? Thực tế là cái giá đấy là giá mình bán ra nhé, chứ không phải là mình tâng bốc lên như những một số shop khác mà người ta bán là người ta bảo phụ kiện trị giá mấy trăm nghìn, thực ra là chẳng có giá trị đến vậy đâu. Chỉ có mình là bán là mình thật thà đó, chưa? Thì cái cây này thì ưu điểm của nó thì các bạn có thể là xem thêm cái video của anh Hiển Đông đấy, còn mình chủ yếu là mình quay để mọi người biết thôi, bởi vì hôm trước là anh Hiển Đông có mua một cây nhưng mà cái miệng lỗ này nó là bằng gỗ đấy, mà hôm qua thì mình làm thêm một cái mã này đó, nó sẽ có miệng lỗ kiểu khảm trai này, thì bạn nào thích cái miệng lỗ nào thì chọn trước thì sẽ được trước, còn về sau này thì các bạn hoặc là sẽ hết hàng, hết cái mã đấy, hoặc là hết sạch hàng thì các bạn lại phải đợi tầm 3 tuần nữa mới lại có hàng nhé. Vì hàng này ấy, là hàng do là mình thiết kế mình làm, đơn giản là sẽ mất thời gian làm nó lâu, nó không như cái hàng Trung Quốc thì nhập lúc nào cũng có này, hoặc là hàng Sài Gòn thì các bạn nhập lúc nào cũng có, hàng nghìn cây có, nhưng mà mình bán hàng thì mình muốn cái đàn nó phải chất lượng nhất đó. Thì bạn nào quan tâm đến sản phẩm này thì đợt này đang dịch ấy, thì các bạn cần mua online là sẽ dễ hơn. Thì phí ship của mình bây giờ trên toàn quốc ấy, thì sẽ là 100.000 vậy thôi, còn khi các bạn đến nhận hàng, các bạn kiểm tra hàng ok các bạn trả tiền, chứ không cần phải trả tiền mình trước. Còn bạn nào thích nếu mà trả tiền trước thì mình sẽ bao ship cho mọi người đấy, tùy mọi người thôi. Bạn nào chưa đủ tin tưởng thì các bạn là ship sơ đi, còn bạn nào tin tưởng rồi các bạn chuyển tiền trước thì mình sẽ hỗ trợ ship hoặc là bao ship cho mọi người, tùy địa tùy xa gần nhé. Đó, ok. Vậy thì các bạn quan tâm có thể gọi nhắn tin cho mình theo số điện thoại 0962333919 hoặc là đặt hàng trực tiếp trên website của mình, đó là kitathanhnguyen.com. đó, mình sẽ quay lại cái sản phẩm một lần nữa. Cần mau cái đi này, lưng có qua này, mặt lộ thông này, ok.